Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn, nhóm các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Kiến trúc và Đại học FPT đã giới thiệu bộ sưu tập tranh mang tên Thấu Lòng Bọc Giáp đến với công chúng yêu hội họa. Dù là loài vật không có thực, nhưng hình ảnh rồng thiên trong mắt mỗi người Việt đều chứa đựng một ý nghĩa rất đặc biệt. Thấu Lòng Bọc Giáp gồm 24 tác phẩm được trưng bày và sắp đặt lấy ý tưởng từ hình dáng rồng Việt, là 24 câu chuyện về nếp sống, phong tục tập quán, về truyền thống con người trên dải đất hình chữ S. Thấu Lòng Bọc Giáp có ý nghĩa là nhìn thấu được những giá trị cốt lõi, những giá trị bền vững mà mặc dù thay đổi biết bao nhiêu thời đại, thời cuộc thì vẫn giữ được những giá trị đó. Nhóm Tờ Tờ có 5 thành viên với 5 phong cách khác nhau nhưng cùng chung tình yêu dành cho hội họa và nét đẹp văn hóa dân tộc. Thưởng lãm tranh sắp đặt Thấu Lòng Bọc Giáp còn là một lời chúc ý nghĩa đến công chúng yêu hội họa một năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc nhân dịp Xuân Giáp Thìn. Thưởng lãm đang diễn ra tại SEZ Cafe and Art Space đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024.